Vuốt thắt lưng che quần. Hưởng ứng trào lưu diện quần, chân váy 5cm, nhiều người nổi tiếng phối thêm thắt lưng bản to tạo điểm nhấn cho outfit. Một số món phụ kiện còn che kín quần, chân đầm của người mặc. Sau đại dịch COVID-19, váy áo ngày càng trở nên ngắn và nhỏ đi. Micro mini, siêu ngắn, trở thành một trong những xu hướng lớn nhất của mùa mốt đầu năm 2023. Những chiếc quần, chân đầm 5cm, tên gọi mẫu quần chỉ che chắn vùng nhạy cảm để lộ phần lớn vòng ba, phủ sóng các sàn diễn, đường phố trên khắp thế giới. Thậm chí, các tín đồ thời trang còn sử dụng thắt lưng bản to, che kín chân váy. Lato, Julia Fox, Julipa là những minh tinh nhiệt tình lăng xê trào lưu này khi trình diễn trên sân khấu, tham dự tuần lễ thời trang. Lato, khi xuất hiện trên sân khấu Coachella 2023, Lato gây chú ý với khán giả nhờ trang phục biểu diễn hở bạo. Cô diện bộ bodysuit cắt out màu nâu sẫm cùng chiếc quần short 5cm, mẫu quần siêu ngắn để lộ túi giúp Lato khoe trọn vòng ba khi thể hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ. Với outfit hiếu vải, nữ ca sĩ sử dụng phụ kiện bản to để tạo điểm nhấn. Cụ thể, chiếc thắt lưng da tương đối lớn, che phủ gần hết quần short. Trong bộ trang phục của Lato, món phụ kiện này không được dùng để cố định vị trí của quần mà chỉ có tác dụng trang trí, giúp outfit thêm phần nổi bật, phù hợp với sân khấu ca nhạc hoành tráng. Julia Fox, trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Milan 2023, Julia Fox khẳng định vị trí của một biểu tượng thời trang độc đáo, táo bạo. Cô xuất hiện trên đường phố với bộ đồ hở bạo, khoe trọn đường cong cơ thể. Cụ thể, ngôi sao chỉ sử dụng thắt lưng của thương hiệu Diesel để che chắn những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Fox sử dụng 3 chiếc thắt lưng nhỏ để tạo hình áo quê tí hon, bao phủ một nửa vòng một. Ngoài ra, cô kết 3 mẫu thắt lưng bản to màu đỏ và đen thành chân váy. Để outfit thêm ấn tượng, Julia Fox khoác thêm một chiếc áo phao cỡ đại và xỏ chân vào đôi boots mũi nhọn cao tới gần đầu gối. Cũng tại đường phố Milan, nữ minh tinh một lần nữa gây ấn tượng với món phụ kiện quen thuộc. Cô kết hợp bodysuit trắng với những chiếc thắt lưng màu nâu để che chắn vòng ba. Với outfit này, Fox dùng đôi boots chất liệu denim cao tới đùi. Julipa. Trước đó, Julipa cũng gây sốt khi đăng tải tấm hình mặc trang phục siêu ngắn của nhà mốt Versace lên trang cá nhân. Cô kết hợp một chiếc bra top xanh dương cùng chân váy 5cm đồng màu. Điểm nhấn của outfit là thắt lưng bản to với khuy bạc khổng lồ. Món phụ kiện cỡ đại che gần hết chân đầm tí hon. Trang phục ít vải giúp nữ ca sĩ khoe lợi thế chân dài. Phương pháp phối trang phục ngắn, nhỏ với phụ kiện bản to cũng là một đặc trưng của trào lưu Y2K. Luôn dẫn đầu các xu hướng thời trang, Dua Lipa không bỏ lỡ mốt này.